Đây là em Nguyễn Thành Phi, 8 tuổi, quê Thanh Hóa, đang sinh sống ở nhà trọ Nguyễn Văn Đậu, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Từ khi sinh ra, Phi chỉ sống với mẹ làm công nhân nuôi em ăn học. Tháng 8, dịch bệnh Covid-19 ập đến đã cướp đi người mẹ của em vào năm 2021. Từ khi mẹ mất đến nay, Phi ở một mình tại phòng trọ cũ và nương nhờ cậu mợ. Hiện Phi đang học lớp 2. Mơ ước của cháu là tiếp tục được đến lớp và học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ được nhiều người. Nhằm góp phần giảm đi nỗi đau mất mẹ và gánh nặng mưu sinh để cháu Phi tập trung học tập và phát triển, chính quyền tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động Bình Dương đã hỗ trợ ban đầu cho cháu. Quỹ Tấm lòng vàng lao động cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và công nghiệp Trâm Anh cũng đến trao hỗ trợ để cháu Phi có thêm chi phí ăn học. Thì cái này tiền này cũng là để chăm sóc hỗ trợ cho bé sinh hoạt và học tập. Khó khăn thì vậy, thì gia đình cũng đi vào đây để làm ăn, rồi bây giờ thôi em dịch bệnh á, không may thì nó mất, thì bây giờ gia đình em thì nói chung cháu cũng có bố, nhưng mà bây giờ bố cũng lan bạc thủy hồ, chả biết đâu cả. Vì vậy bây giờ mẹ thì mất rồi, bây giờ cháu ở với bọn tôi, thì bọn tôi có trách nhiệm là nuôi lớn cháu và giáo dục cháu cho cháu ăn học đầy đủ bằng bạn bằng bè với mọi. Thì cũng không giấu gì anh là trước đây thì mẹ xuống đây ở với bọn em thì các em cứ lo cho cháu như con á, giờ hôm nay em Hà mất á thì cái sinh hoạt của cháu thì nói chung là ăn uống thì nó chậm quá nên là thời gian cho cháu ăn thì cũng khá là lâu. Thì cách thức chăm sóc cháu thì cũng cố gắng động viên cháu cho cháu ăn uống thì bảo ban cháu học tập. Cháu nó học như vậy thì nó gần đây thì nó học hành như thế nào? Cháu thì nói chung là cháu hơi chậm nên là cũng phải bảo ban cháu rèn luyện cháu nhiều thì đưa được cái thành quả ngày hôm nay, thì nói chung thì các em cũng cố gắng quan tâm cháu, chăm sóc cháu cũng chu đáo. Thì nếu như có thêm được cái số tiền này á thì các em sẽ chăm sóc cháu tốt hơn và cho cháu học thêm các thứ nhiều hơn như các môn anh văn các thứ cho cháu học đầy đủ hơn. Trước đây thì nói chung các cháu cũng có đi học nhưng mà do điều kiện là dịch bệnh nên cũng chưa có học online được á, học thêm nên là giờ còn thêm được số tiền này thì bọn em cũng xoay sở được nhiều hơn xíu nữa. Chị cho biết thì chị dự định là cho cháu học ở đến nơi đến chốn hay không? Dạ, thì em lúc nào trong tâm em thì nếu như không có các nhà hỗ trợ thì em vẫn cho cháu ăn học cũng như con em đến nơi đến chốn đàng hoàng ạ.